Đời này là khó, chỉ có mình tự nghĩ nó là khó, và những người không làm nói là khó. Vậy nếu chúng ta là những người không làm thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là khó, đến việc hít thở cũng khó. Nhưng nếu chúng ta là người làm thì lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 100, lần 1000 thì nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Cây hồng rừng nó rất là khỏe nên là khi mà mình cắt sau đó mình ghép luôn và cắm vào trong cát ấy thì nó vẫn lên, vẫn phát triển bình thường. Các bạn thấy là cái cây này mình trồng ngày mùng 3 này, hôm nay là ngày 19 tháng 7 thì nó đã bật mầm lên ở thân này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Mầm ở cái cây hồng rừng này nó đã bật lên, tức là cái cây này nó đã sống rồi này. Và có thể nó đã ra rễ rồi nhưng mà mình cũng không nhổ lên làm gì. Thế còn hai cái mắt mà mình ghép sau đó thì mình dâm ấy thì hiện tại là nó chưa bật mầm lên. Nhưng mà mắt nó vẫn rất là xanh này. Đấy, quan trọng là cái mắt ghép này nó vẫn rất là xanh, có thể là các bạn nhìn không rõ đâu nhưng mà mắt của hai cái mắt ghép này này, mình ghép lên đây, sau đó thì mình dâm vào thì nó vẫn sống, vẫn xanh, thì có thể là sẽ phải khoảng từ 10 cho đến 20 ngày tới thì khi cái thân này nó đủ khỏe, nó phát triển nó dễ khỏe rồi này thì nó mới lên được cái mầm của cái cây ghép vào đây. Hai cái mầm ghép ở đây là cây Green Eye mình ghép vào đây thì cái cây này đã sống rồi nhá, đã bật mầm ở đây các bạn thấy này. Thì hiện tại cái mầm này nó bật lên ở đây thì lẽ ra là phải bỏ đi, nhưng mà mình thôi cứ kệ nó để cho nó phát triển ra rễ trước. Bởi vì bây giờ mình bẻ cái này đi là nó không còn nuôi được nhiều vào những cái sự phát triển của cái thân đó, thì là nó sẽ không thể phát triển rễ được. Thì mình vẫn cứ để cho cái mầm này phát triển. Và hai cái mắt này nó, nếu như nó truyền được chất dinh dưỡng, tức là nó giữ được hai cái mắt này nó không bị thâm, thì mình vẫn cứ để cho nó phát triển lên bình thường. Sau đó thì mình sẽ lên nó ra rễ rồi thì mình sẽ bỏ cái mắt này đi. Đó, thì cái cây này nó sẽ phát triển lên hoàn thiện. Và cái cây mà không cần phải trồng sống, chúng ta có thể là ghép ở trên đây, sau đó thì chúng ta dâm lại thì vẫn sống bình thường nhé.